Ở phía này, Minh giả vờ tỉnh táo để dụ vợ của Manit và một người học trò của Santi ở đó mở cửa. Thấy không thành thì Minh che mắt người cô để không thấy con trai nằm trên nôi và giả tiếng khóc em bé. Vợ Manit không thấy con liền chạy đến mở cánh cửa, bất chấp sự can ngăn. Cửa vừa được mở thì chiếc bình cũng dừng rung lắc. Santi cầm chiếc bình đi ra ngoài, cười lên man rợ rồi gieo mình từ tầng 5 xuống bên dưới. Ở chỗ căn nhà, vợ Manit kinh hoàng phát hiện tiếng khóc em bé phát ra từ miệng của Minh. Bà ấy lập tức trả giá cho hành động dại dột của mình. Minh sau đó tàn sát hết tất cả những ai có mặt ở đó, bao gồm luôn đứa trẻ và anh quay phim.